tuyên án tử hình người cha ném con xuống sông. Chiều ngày 18 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên án tử hình người đàn ông ném con xuống sông gây xôn xao dư luận giữa tháng 2 vừa qua. Hội đồng xét xử xác định hành vi của Trần Văn Viên, 30 tuổi, sống tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn, Viên đã dã tâm giết chết con ruột của mình, phải loại bỏ khỏi xã hội. Theo cáo trạng, Viên cùng vợ sống tại xã Tam Hải có một con gái, quá trình chung sống hay xảy ra mâu thuẫn. Trước Tết Nguyên đán 2022, vợ Viên vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn, con gái 5 tuổi gửi ông bà ngoại ở cùng thôn chăm sóc. Chiều ngày 16 tháng 2, sau cuộc nhậu, Viên gọi điện cho vợ nhưng không kết nối được. Ngay tối đó, Viên đến nhà bố mẹ vợ để nói chuyện về việc nghi ngờ vợ ngoại tình. Sau đó, Viên mượn điện thoại của mẹ vợ để gọi, nói chuyện được một lúc thì xảy ra xung đột giữa vợ chồng. Viên nảy sinh ý định giết con gái để trả thù. Sau đó, Viên bồng con đi khoảng 1.5 km đến bến phà ở sông Trường Giang rồi ném con mình xuống dòng nước. Thực hiện xong, Viên tìm gặp mẹ đẻ, thú nhận vừa ném con xuống sông. Đến gần 1 giờ ngày 17 tháng 2, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé cách vị trí bị ném khoảng 50 mét.